Từ phóng sự vừa rồi có thể thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có thể chuyển đổi số thành công thì rất cần có những giải pháp công nghệ tiện dụng và chi phí hợp lý. Hiểu được điều đó, tập đoàn VNPT mới đây đã phát triển một nền tảng chuyển đổi số dành riêng cho các SME với tên gọi là One SME. Đây được coi là nền tảng chuyển đổi số đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm dịch vụ số toàn trình trên môi trường online. Nền tảng One SME được VNPT xây dựng tại địa chỉ https.onesme.vn nhằm hướng đến mục tiêu kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng cùng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME. Trong đó, One SME được nghiên cứu, phát triển và hội tụ các nền tảng công nghệ hiện đại và kiến trúc tiên tiến như điện toán đám mây, kiến trúc dịch vụ nhỏ microservice, hồ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, học máy và các công nghệ đảm bảo an toàn bảo mật thông tin. Đối với VNPT, chúng tôi cũng xây dựng những cái kế hoạch và những sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp mà vừa và nhỏ để giúp họ trong cái việc mà chuyển đổi số. Vì chúng tôi hiểu rằng là trong công cuộc chuyển đổi số thì đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ có những cái cơ hội và những thách thức nhất định. VNPT chúng tôi đã và sẽ cung cấp rất nhiều dịch vụ nền tảng, ví dụ như hệ thống truyền dẫn, hệ thống cloud, tiến tới là những cái ứng dụng, ví dụ như là phần mềm quản trị, nhân sự, tiền lương, kế toán hay các ứng dụng chuyên ngành của từng lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. One SME cung cấp các nền tảng, dịch vụ số được sắp xếp theo từng nhóm lĩnh vực như hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp, giao dịch điện tử và các giải pháp chuyên ngành cho y tế, giáo dục, nông nghiệp, dược phẩm, logistics, bán lẻ, quản lý khách sạn. Từ đây, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể dễ dàng tìm kiếm, chủ động lựa chọn và tích hợp các dịch vụ, giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp mình. Đồng thời, tất cả các sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên nền tảng One SME đã được đóng gói để phù hợp với các loại hình quy mô doanh nghiệp từ siêu nhỏ, nhỏ vừa, giúp tư vấn nhanh chóng chính xác các ứng dụng số phù hợp với từng quy mô doanh nghiệp. One SME là một nền tảng B2B marketplace. Trước mắt là chúng tôi cung cấp toàn bộ các sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME. Đối với khách hàng vào đăng ký sử dụng dịch vụ trên One SME thời điểm hiện tại là có thể đăng ký sử dụng dịch vụ toàn trình từ khâu đăng ký, kích hoạt dịch vụ, hỗ trợ khách hàng. Khách hàng sẽ được trải nghiệm toàn trình online trên môi trường số. Để mà hỗ trợ được doanh nghiệp trong thời điểm này thì VNPT có rất nhiều chính sách ưu đãi, có một số dịch vụ công nghệ mới được trải nghiệm tới 6 tháng. Ngoài ra, khi doanh nghiệp đăng ký vào trang SME thì những dịch vụ cơ bản, ví dụ như hóa đơn điện tử có thể được đăng ký được dùng gói khuyến mại tới 500.000 đồng. Nếu doanh nghiệp đăng ký các dịch vụ như CA, hóa đơn điện tử, IVAN hay dịch vụ Fiber di động thì có những chính sách ưu đãi, có dịch vụ tới 60% so với mức giá thông thường. Có thể nói, nhu cầu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SME đang trở nên ngày càng cấp thiết. Nhìn ở góc độ lạc quan về COVID-19 thì có thể thấy một thực tế rằng đại dịch này đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ vào sự chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, những nền tảng như One SME sẽ là chìa khóa vàng để các doanh nghiệp SME vượt qua rào cản chuyển đổi số, phát triển bứt phá để không bị tụt lại phía sau.